có qua lợn trai gái gì đó. Dạ. Rồi tưởng quề, ai nghe ai ngờ cái cô đó cô tự giận cô chết vậy mà mấy chục năm. Mà tôi đem nhỏ gái cộng dưới nước lên xong rồi nó về nghe tới điện thoại nó gọi là nửa đêm mà nó gọi 2-3 người một lượt á. Nó giỡn vậy đó. Nó tôi sợ quá ông ơi, giờ ông làm sao chứ cái kiểu này. Tôi sợ quá rồi nó thử theo báo rồi nó chọc kẹo nó báo luôn tới mấy đứa nhỏ nữa chết đứa tao vừa lỡ 2-3 đứa tao này nữa chết nữa. Tôi nói thôi ông yên tâm tôi hốt đi luôn. Xin kính chào tất cả quý ông bà cô chú anh chị và tất cả quý vị mạnh thường quân đã xem kênh YouTube theo yêu cầu của gia đình của Diệu Hương ở bên Pháp. Thần Phạm tới trao số tiền cho ông ba có biệt danh là bác Ba Trầu ở thành phố Hồ Chí Minh là bếp cơm Phước Thiện. Thông tin hôm nay thì ông ba sức khỏe cũng không được tốt thì Thần Phạm cũng vô hỏi thăm coi ông ra sao. Kính mời tất cả quý vị hãy đồng hành cùng Thần Phạm. Dạ con chào ông ba. Chào anh. Ông ba đang nghe kinh không ba? Ông ba khỏe không? Bị mưa không? Có mấy bữa trước là nó đời quá nó đuối. Vậy hả? Phải vô đạm vô đồ cho nó tỉnh. Dạ con nghe tin hôm gần ông ba cũng sức khỏe cũng hơi yếu đó. Thì có không ba? Mấy bữa trước gán qua cái nó đuối. Nó đuối cái nó đừ cái lũi phải vô nước biển vô đạm được cho nó tỉnh. Dạ. Đát thì không khỏe chứ có gì đâu. Dạ, hả? Rồi hôm nay ông ba thấy khỏe chưa? Khỏe rồi. Dạ. Bạn con cũng làm kênh YouTube luôn á. Dạ. Thì mấy cái bữa bệnh đó là ông ba đi bệnh viện lâu không? Không, ở nhà. Rồi bác sĩ từ lại đây không, lại đây chơi đây mình à. Dạ bác sĩ từ đây vô nước cho ông ba luôn. Vô từ ấy nhà mình nhà làm đâu có nhờ bác sĩ. Vậy đó hả? Ủa tự làm luôn? Hay vậy? Nó đời mình ấy vô nhưng tại vì ráng sức quá đó em. Dạ. Rồi nó, mình gượng quá rồi nó đuối. Dạ. Hồi đầu năm tới giờ quay cái quên cái nó đuối quá cái gì vô ve đạm. Rồi cho nó khỏe vậy thôi chứ. À, thì, có sáng đồ nó lây quay nó có này thuốc nhiều quá. Dạ, dạ. Thì mấy hôm nay ông ba cũng còn phát thuốc phải không ba? Vẫn làm nhiều lắm giờ tăng cường dữ lắm. Dạ. Thì ông ba ơi, bữa nay con tới đây theo lời của cô Diệu Hương ở bên Pháp á con đem tiền của cô tới lại đây để đưa giúp cho ông ba. Ở đâu 5-6 giờ sáng ngay cổ điện. Dạ. Ngồi nói mấy tiếng hồ với cổ nó nghe tội nghiệp rồi cái tâm sự một buổi trời cho tới 8 giờ mấy mới ra bếp đó. Dạ. Ông ngoại bển là 3 giờ mấy. Dạ. Mình đó ba ông mình ở đây 8 giờ mấy rồi nói chuyện cổ xong rồi chạy ra bếp rồi là lo thuốc cầm cửa đầu xuống bếp dưới được. Dạ. Cổ nói thôi để tôi gửi cho ông chút đỉnh để ông làm thuốc. Rồi cô Diệu Hương có nhờ con chuyển cho ông 6 triệu ha, con tới đây con trao cho ông ha. Ừ. Dạ. Nghe cô nói vậy tôi nói tưởng đâu 1-2 ngày chứ đâu đó lần gấp quá. Dạ. Thì ông ba nhận con ha 1 triệu. 2 triệu. 2. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. 6 triệu. Dạ. Đủ không ba? Rồi, rồi cái cổ nói chuyện rồi cũng nhờ cổ trong buôn bán được cái nhà hàng ở bển á. Dạ. Rồi cho xong cổ bay về nước thăm. Dạ vậy ha. Ừ. Thì kính thưa quý vị thì ông ba ngoài cái việc mà
nấu cơm cho những cái bệnh viện để giúp những cái hoàn cảnh khó khăn á. Thì ngoài ra thì ông ba cũng làm cái việc này. Những người này là học trò ông ba hay sao? Bấm nguyệt đồ này kia đó, đang thêm. Dạ, thì ông ba truyền lại cho cái này cho mấy em nó làm tiếp. Dạ. Chứ giờ một mình không làm nổi đâu em ơi. Thì đó quý vị thì không có. Nấu cơm cho bệnh viện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà ha. Rồi ông ba ở nhà lại còn bấm nguyệt bắt mạch rồi để chữa trị những cái bệnh mà nhân này. Lấy đó vừa phải ấy nè. Chứ còn mà nhiều khi ẩu lỡ có gì người ta tìm tiểu nên nó đặt mang quà nó phải đo máu đàng hoàng, nếu mà lỡ mà yếu quá thì ngưng lại. Dạ. Thì ngoài những cái việc như vậy thì ông ba còn làm thêm những cái việc làm cầu như là cầu siêu những cái vong linh nè, rồi ông ba còn giúp những người mà làm ăn mà muốn cầu những cái gì đó, ông ba cũng cầu giùm giúp họ đó ha. Cũng được. Dạ. Cũng mấy cái chỗ hơi khó khăn. Dạ. Mấy dân có máu mặt á. Dạ. Đang nhờ. Dạ, ông ba giúp luôn ha. Ông ba giỏi ha. Giờ mình không dám tố lộ cái chuyện. Dạ. Đó nhiều. Dạ. Không dám cho biết. Dạ. Thì cái nào mình giúp được thì giúp vậy thôi, làm được thì làm, chứ mình cũng không dám tuyên bố mình nói mình giỏi. Dạ. Thì mình giải nguy được cái gì thì mình giúp. Dạ. Còn hiện tại thì mình độ sanh không được thì mình độ tử. Dạ. Đó vậy đó. Cũng như mấy người đó có người con ở bên Mỹ. Dạ. Mà cái ngày đi biển em biết con y mới mất thì y động tâm, y thấy mình vậy cái điện về y hỏi thăm. Hỏi thăm thì thôi mình cũng tâm sự để cho nó bớt cái buồn vậy thôi. Cái cũng xót ruột, cái chạy qua điện lại nữa tôi mới khai thiệt là tôi thấy cái ông gì đó, thì ông mới nói thiệt là hồi xưa còn nhỏ, năm 19-20 tuổi rồi có qua lợi trai gái gì đó. Yeah. rồi tưởng què, ai ngờ cái cô đó cũng buồn, cũng tự giận, cũng chết vậy mà mấy chục năm theo, mấy chục năm theo mà tới bắt nhỏ đi bo ra biển đó. Y hốt luôn. Yeah. Bay xuống sông mấy ngày mà kiếm xác không được, phải xin đó mới tìm xác được. Được đem lên rồi thì y cũng đâu có nghĩ đâu, mà mấy chục năm rồi cũng đâu có nghĩ cái chuyện đó nó qua rồi, ai ngờ y theo báo tới cùng. Yeah. Bắt nhỏ gái hai mấy tuổi, gái út 24 tuổi. Tội nghiệp quá cái rồi cũng nhờ nó ngay nhờ rồi thôi, mình cũng thấy vậy người ta có lòng mà người ta hỏi thăm mình không lẽ mình phụ, thì mình cũng đem tên lấy tên họ vừa cầu siêu đồ này kia cái nọ. Cái đêm ngày kia ông điện về nói chuyện này kia cái nọ, tôi khai thiệt ông nói thật luôn, mấy chục năm nay tôi nói thật trình tôi có vợ có con qua đời rồi, tưởng thôi đâu có ngờ thì con đi mất trong một tuần lễ đó là cái người đó cho thấy. Mà tôi đem nhỏ gái cũng dưới nước lên xong rồi nó về nghe tới điện thoại nó gọi lần nửa đêm, mà nó gọi hai ba người một lượt á, nó giỡn gì đó. Ông nói tôi sợ quá ông ơi, giờ ông làm sao chứ cái kiểu này tôi sợ quá, vừa nó thường theo báo vừa nó chọc ghẹo nó báo luôn tới mấy đứa nhỏ nữa chết đứa tao, vừa lỡ hai ba đứa tao này nữa chết nữa. Tôi nói thôi ông yên tâm tôi hốt đi luôn, đi theo tôi đi tu chứ tôi không cho ở đó mà làm nữa đâu. Nó hận mà nó theo tới mấy chục năm trời đó.
thì tóm lại là cái vong linh đó bây giờ là ông ba vẫn đi tu rồi ha. Thôi tôi nói thôi giờ đừng ông hỏi tên họ cho kỹ đi rồi tôi dắt về cho. Dạ. Mới nói trời ơi tôi nghe tôi hết hồn hết vía, tôi sợ quá. Giờ ông dán giúp giùm tôi, nói cái chuyện đó tầm thường không sao đâu. Dạ. Trời ơi ông ba giỏi thiệt ha. Những cái vong linh đó, những cái hũ cốt ở trong ông ba để trong nhà đó thì cũng là giúp cho cái những cái vong linh đó cũng đi tu luôn hả ông ba? Không có người nào mà dám chập chờn đâu. Dạ. Tôi dắt đi hết. À, vừa hồi tối hồi sáng mới tâm sự với cô Hương chuyện này chuyện kia cho nên lâu lâu đó. Rồi nó chèn đó coi vì mà ông giỏi quá mà đâu có biết. Dạ. Tôi nói hồi đó giờ mà nói ngay hồi nào tôi giúp cho đời mình đâu có ăn tiền ăn bạc, mình phô trương mình la làng mình nói mình hay thì đụng đâu giúp đó gì cái nào được cho đời được thôi, chứ không phải làm thầy bà ăn tiền làm cái nghề sống đâu. Thì học cho cô nghe chuyện này chuyện kia vậy cũng mừng. Rồi cũng nhờ bán giùm. Thì sẵn đây nói với cô Diệu Hương tôi có nhận tiền rồi nha ông. Cũng nói với tôi nói tao để gửi tôi tưởng một hai ngày chứ đâu làm lẹ gấp gì vậy. Gửi chút đỉnh đi rồi giấy tôi giờ ông giúp cho tôi bán được cái nhà hàng đặng tôi về Việt Nam. Rồi thăm ông. Bao giờ Diệu Hương tôi có nhận tiền cô rồi nha. Cô cũng vui. Thì bây giờ cái này thì tôi làm thuốc để cho anh chị, giờ thuốc nhất các em, nhất khớp dây thần kinh tọa đồ quá tròn, quá chạy rồi. Từng lễ không tấn, từng lễ là mười mấy triệu, bay ngót ngót. Thì ông ba giờ là vẫn điều chế thuốc ở nhà bình thường không ba? Em làm đều đều, em bây giờ phải chế thêm đủ thứ hết. Rồi thuốc u sơ tử cung, rồi thuốc giải độc gan, rồi gan men gan hai ba thứ lận. Rồi tính tính là bỏ nghề rồi đó, không làm nữa đó. Bây giờ thiên hạ vậy thì ông ba, con có mấy cái video mà con đi thăm những cái hoàn cảnh coi như là họ bệnh cũng giống như ông ba mới vừa nói đó, nào là ung thư vú nè, rồi ung nang rồi đó, thì ông ba nhìn cái video ông ba không bây giờ em ấy đi rồi ví dụ nói sơ ngang tôi hiểu rồi tôi cho thuốc hay là hoặc ghi số nhà điện thoại đó. Rồi ghi số nhà địa chỉ cho kỹ tên gì tôi gửi bưu điện. Tôi chèn chẳng thẩm dài là cho nhiều lắm á. Rồi gửi bưu điện gì cho từ nơi hết. Đà Nẵng, Nha Trang, rồi miền Tây rồi đều hết. Ngày nào cũng gửi bưu điện bụng á. Chứ bây giờ người ta không có điều kiện đi hay là hoàn cảnh ta khó khăn vì bắt buộc mình phải làm thôi, chứ mình từ chối thì không nỡ lòng. Đi nhiều lắm á, hồi sáng cũng đợt nữa rồi. Thì ông ba, ông điều chế thuốc như vậy đó thì con nghe nói là ông có cần một cái thảo dược gì đó ở trong rừng mà ông thấy nhờ cái người Khmer mà đi tìm kiếm có không ông ba? Có đó cự ung thư đó là nấm linh chi. À nấm linh chi hả? Nấm linh chi mà cái đó là mình tìm ở trong rừng hả ông? Cái đó là của thiên nhiên. Dạ. Thì thứ đó là một bẹ nấm từ 10 năm trên 10 năm. Dạ. Chứ không phải mà nấm ở ngoài tiệm nó bán là mấy triệu một ký lô đó là nấm nuôi họ trồng. Cây nấm đó là cái tuổi thọ của cây nấm đó là bao lâu ở mười mấy năm một miếng một bẹ nấm nó bự gì nè cưng. Dạ sao tuổi mấy thọ năm, cao dữ vậy đó, cây nấm nó tuổi thọ cao dữ ta kinh miên mà. Dạ. Mấy người miên ở trong rừng đó là cái khu vực của nó, người mình vô không dễ giàu gì lỡ nó nói với dân đó. Thông báo tìm người thân, cô là Hồ Thiệp Hính, người Khmer ở đảo Chuchanwa, ba là Hồ Nga, má là Hồ Trung Bảo, tìm em trai là Hồ Chí Mạnh sinh năm 1947 tuổi Hợi và cháu gái là Hồ Phùng Kiếu sinh năm 1961 tuổi Sửu, bị mất tích từ năm 1975. Nếu nhận được thông báo này hoặc cô chú anh chị và quý vị cộng đồng xin liên hệ
0979941454. Xin chân thành cảm ơn và hậu tạ. Thông báo cô Tam ở Úc tìm người thân, tìm hai chị gái đó là Đoàn Thị Thu Thủy sinh năm 1960 và Đoàn Thị Phương Dung sinh năm 1966, bị thất lạc với gia đình từ năm 1980. Nếu hai cô nhận được thông báo này hoặc ai biết, xin chỉ dùm cô Tam để được kết nối với hai cô. Xin liên hệ 0979941454. Rất chân thành cảm ơn.